Lần này là cây diều. Đầu tiên phải kiểm tra dĩa bánh ăn kiêng này. Miko đã chọn nó, người mà trong 4 tập phim chưa thắng lần nào. Để xem lần này anh ta có thành công không. Được rồi, vẫn là không vui nổi. Món thứ hai phải kiểm tra là đống lửa trại. Kayla nghĩ đống đá này mới là bánh kem. Miki dùng búa đập thì chỉ nghe âm thanh vọng lại rất chắc chắn. Món thứ ba phải kiểm tra là đèn bàn. Spirit nói lớp thủy tinh của cây đèn không trong suốt. Hơn nữa phần màu đen rất rốn fondant. Vậy thì để Miki thử xem. Hết hồn, cho dù là thế, Spirit vẫn không từ bỏ. Cứ muốn MC dùng rìu đập vào phần dưới đèn. Được rồi, đó là bánh kem. Xem ra tổ tiết mục tập này cũng khá điên. Dám chơi trò nửa giả nửa thật, có vẻ quá đáng rồi. Người chọn đèn bàn còn có Dania và Elizabeth. Cho nên vòng đấu loại sẽ diễn ra giữa ba người bọn họ. Tiếp theo là chọn món đồ mình muốn làm giả. Là người tìm ra cái bánh kem nhanh nhất, Spirit chọn ấm nước làm món đồ mình sẽ làm giả. Sau đó Dania chọn đèn pin cầm tay. Cuối cùng Elizabeth chọn bình nước du lịch. Thật ra vòng 1 chỉ là vòng khởi động, bởi vì vòng tiếp theo mới là vòng phô diễn thực lực. Bọn họ phải hoàn thành tác phẩm làm giả này trong 8 tiếng. Chỉ khi làm ra bánh kem trông y như món đồ mình chọn thì mới qua mắt được ban giám khảo. Nếu không bọn họ đành phải thu dọn hành lý về nhà. Bởi vì quá trình làm bánh kem rất tẻ nhạt, cho nên tôi lại đưa các bạn xuyên không qua 8 giờ sau. Lần này họ ăn mặc chỉnh tề, ba vị giám khảo cũng có mặt. Vậy thì bắt đầu nộp tác phẩm rồi. Đầu tiên là tác phẩm của Spirit. Bốn ấm nước này có một cái là bánh kem. Ban giám khảo có 20 giây. Theo tiếng hiệu đếm ngược của Miki, mời các bạn đang xem chương trình cùng chúng tôi đoán nhé. Đã nói rồi, chất lượng tập này rất cao. Cho dù là góc quay cận cảnh, tôi dám cam đoan 95% khán giả đang xem chương trình sẽ không tìm ra cái bánh đó. 20 giây đã qua, ban giám khảo cũng lúng túng, cho nên lại xảy ra cảnh tượng buồn cười này nữa. Việc này khiến MC tức giận rút quyền đánh giá của họ. Cho nên Spirit đã được lọt vào vòng trong. Sau đó, ban giám khảo vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ bảo Miki cắt ấm nước số 1. Vậy thì để Miki cắt thử. Thật đáng tiếc đó không phải là bánh kem. Thế này thì hay rồi, không những bị rút quyền mà còn bị trừ lương nữa. Thật ra số 3 mới là tác phẩm của Spirit. Các bạn có đoán đúng không? Người nào đoán đúng hãy tự khen mình nhé. Tiếp theo là vòng kiểm tra thứ hai, lần này là tác phẩm của Dania, cùng một quy tắc cùng một thời gian, mời các bạn đang xem chương trình cùng chúng tôi đoán nhé. Vẫn là câu nói cũ, cho dù góc quay cận cảnh thế này tôi vẫn không có đáp án. Các bạn có phát hiện sơ hở nào không? 20 giây sắp hết, ban giám khảo đang vò đầu bứt tai vẫn không có manh mối gì. Nhưng lần này bọn họ đã rút kinh nghiệm, trước khi hết giờ, cô gái đứng giữa điên cuồng nhấn vào màn hình. Cái nghiến răng này khiến tôi cười nghiêng ngả, nhưng điều buồn cười nhất là hành vi tiếp theo của cô ấy. Đã khóa rồi, chúng tôi đã có câu trả lời. Đã khóa rồi, cô gái này thật hài hước, nhưng mà nguyên nhân họ chọn số 3 không phải là chọn bừa. Lý do của họ là màu sắc của thứ đó khác những cái còn lại. Có phải là bẫy không thì chỉ có Miki mới biết. Đây quả thật là bẫy, cái bẫy này hay ho đấy. Các khán giả ở trước màn hình hẳn đã bị lừa. Thật ra bánh kem của Dania là số 1, nói thật tôi không nghĩ là số 1. Bởi vì nó rất giống thật so với hai cái kia. Vẫn còn một vòng kiểm tra cuối cùng, để xem tác phẩm của Elizabeth có thể qua mắt được ban giám khảo không. Bình nước số 1 rất mới nhưng có vẻ không đủ độ cong. Còn số 2 nhìn thế này thì đúng là hơi giả, nhưng không loại trừ đây là bẫy do thợ làm bánh răng ra. Màu sắc của cái thứ 3 rất kỳ lạ, còn bình nước số 4 có vẻ quá sạch sẽ. Giày marten mà Elizabeth làm ra còn thật hơn cả đồ thật. Cô ấy vốn dĩ rất giỏi môn may vá, cô ấy sẽ làm ra tác phẩm lộ liễu thế sao? Đã qua 20 giây, ban giám khảo ồn ào quả thật lại hốt hoảng đưa ra đáp án. Lần này không nói nhiều, Miki sẽ cho chúng ta biết đáp án. Cho dù ban giám khảo chọn số 4, nhưng vì tò mò vậy cứ để Miki cắt bình nước số 2 trước. Số 2 lại là bẫy, thợ làm bánh tập này khá lợi hại đấy. Tiếp theo phải kiểm chứng đáp án mà ban giám khảo đưa ra. Hay thật, đây không phải là bánh kem. Lần này ban giám khảo bối rối hết sức, tôi đang viết văn án cũng vô cùng lúng túng. Thật ra số 3 mới là bánh kem. Các bạn đã chọn đúng rồi chứ? Hôm nay các thí sinh đã lừa được giám khảo, không phải vì họ dở. Những cái bánh kem này đúng là trông như thật, cho nên người chiến thắng tập này phải dựa trên đánh giá mùi vị. Sau một hồi nếm thử, ba giám khảo quyết định trao giải thưởng cho Elizabeth, cho nên tiếp theo là vòng nhân đôi tiền thưởng. Chắc mọi người đều biết tập trước Elizabeth không thành công ở vòng này, cho nên tiền thưởng lần trước sẽ gộp với lần này, cho nên nếu thắng thì cô ấy sẽ được 15.000 đô. Quy định vẫn như cũ, chỉ cần tìm ra cái bánh kem đó trong vòng 15 giây là sẽ được nhân đôi tiền thưởng. Các khán giả xem chương trình cùng tìm với chúng tôi nhé. Thường thì trò chơi dành cho người thắng cuộc là khó nhất, cho nên nếu bạn tìm đúng, có nghĩa là bạn có tư cách làm giám khảo. 15 giây cứ thế trôi đi, Elizabeth cũng rất căng thẳng đưa ra đáp án. Lần này cô ấy vẫn số 1, Miki liền rút ra cây rìu, hoàn toàn không do dự. Trời ạ, lại sai rồi.
Thật đáng tiếc, bởi vì thất bại, nên tiền thưởng 10.000 đô sẽ được gộp vào tập sau. Được rồi, đây là nội dung của tập 5 chương trình Bánh Kem Thật Giả. Những vòng đấu sẽ càng lúc càng gay cấn. Các bạn nếu thích hãy nhớ đón xem nhé!